Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lan mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuẩn chuyên, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Như Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính Cha Gioan Bautista, kính thưa quý cụ quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chúng ta rất vui mừng sum họp trong nhà Chúa đây, chung quanh anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ thì đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, và rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu, đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây, là anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì.
Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ mê, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn đến cùng Adam. Adam nói, làng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn thờ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Ngài. Hiện thế trong gia cư bạn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hân lang với muôn trái thơm dịu ngọt này đây vây chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như xanh dần trồi non đang lớn. Chúa thương cha trẻ, người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui. Vì đây bao nhiêu phúc lòng chứa tràn suốt trong một đời, bạn ơi công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ. Mừng cho si ôm hương tình và vui con cháu lớn con tài hoa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời thì nhờ cách ăn nết ở của những người vợ chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục. Bởi xem xét cách ăn nết ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với đồ trang sức không hư lát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản. Đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ tùng phục chồng mình như bà Sarah đã vâng lời phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà. Khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào, cũng thế là những người chồng khi sống chung với vợ
Anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng xót thương và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành, làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giê-xu để thử người. Họ nói: người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa cha Gioan Baptista, kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, cách riêng là gia đình đôi bên của cô dâu chú rể rất thân mến. Khi Thiên Chúa khởi sự tạo dựng nên người nam và người nữ, thì Ngài đã chúc phúc và liên kết họ thành một. Đó là tình yêu giữa người nam và người nữ đầu tiên trên mặt đất này. Một tình yêu đã được lãnh nhận từ tình yêu Thiên Chúa, và kể từ đó tất cả những tình yêu khác đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Thế nhưng trong tất cả các thứ tình yêu thì tình yêu vợ chồng là thứ tình yêu mặn nồng và mạnh hơn tất cả. Bởi vì thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra người nam và người nữ, và người đã phán: vì thế người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một thân xác. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một thân xác mà thôi. Vâng, tình yêu vợ chồng thật cao cả và gắn bó đến độ cả hai không còn là hai nữa nhưng là một. Một ở đây được hiểu đó là sự hy sinh và lòng chung thủy mà vợ chồng dành cho nhau. Có hy sinh thì mới trở thành kẻ khác, và có chung thủy thì mới được bền chặt. Và đây cũng chính là ý định đầu tiên của Thiên Chúa khi dựng nên loài người. Vậy nên sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không bao giờ được phép phân ly, cho dù có bất kỳ lý do gì. Người ta có kể câu chuyện, tức là có một cái đôi vợ chồng trẻ kia lấy nhau mới được hơn 5 năm mà không ngày nào là không có chuyện xích mích cãi cọ nhau.
chồng thì chê vợ là kẻ lăng loàn, chắc nết không ra gì. Còn vợ thì lại rủa lại chồng là đồ biếng nhác say sưa tối sáng ngày đêm, vô tích sự và ăn hại, chịu không nổi cảnh hỏa ngục với nhau. Thế nên ông chồng mới quyết định là sẽ ly dị vợ. Và khi chia tay, anh sẽ làm cho cô vợ phải một phen đau khổ và ân hận suốt đời. Ở trước khi thi hành kế hoạch thì anh ta tìm đến gặp một người bạn thân để xin kế sách. Người bạn khuyên anh ta rằng nếu anh muốn cho chị ta phải đau khổ và ân hận trước khi chia tay thì anh hãy làm như thế này. Trong thời gian 3 tháng tới đây, anh hãy làm bộ quan tâm, chiều chuộng cô nàng giống như là một người đầy tớ trung thành, phục vụ bà chủ. Rồi khi chị ta quen được cái thói chiều chuộng như vậy thì đột nhiên anh sẽ đòi chia tay, thì thế nào chị ta cũng buồn khổ ân hận suốt đời. Anh chồng nghe lời, về nhà làm y như là lời mà người bạn khuyên bảo. Thì đúng 3 tháng sau, người bạn này đến thăm anh và hy vọng sẽ chứng kiến cái sự đau khổ tột cùng của chị vợ. Thế nhưng khi vào nhà, anh ta rất ngạc nhiên thấy cái cảnh đầm ấm hạnh phúc của gia đình người bạn. Sau đó người chồng đã cho người bạn biết là quyết định của mình rằng: bây giờ làm sao tôi có thể bỏ vợ tôi được, bởi vì từ ngày tôi đối xử tốt với cô ấy như là một bà chủ thì ngược lại cô ấy cũng đối xử tốt với tôi giống như là một ông chủ. Thế nên bây giờ anh có cho tôi vàng đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ ly dị người vợ thân yêu của tôi nữa. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, đó là sức mạnh của hy sinh và chung thủy trong tình yêu hôn nhân. Càng hy sinh cho nhau nhiều thì yêu thương càng nhiều biết mấy. Dù gặp sóng gió, rồi dù gặp những gian nan thử thách, dù có bao nhiêu những khuyết điểm trong con người thì họ vẫn chấp nhận nhau và yêu thương nồng nàn. Thì đó mới là tình yêu chân thật và chung thủy. Bởi vì khi yêu và chọn nhau thì họ yêu cả những ưu điểm và khuyết điểm của nhau, yêu cả những cái hay cái đẹp lẫn cái xấu và cái dở hơi nơi nhau. Và khi yêu như vậy thì họ dễ dàng chịu đựng và tha thứ cho nhau. Trong ngày thành hôn, đôi bạn tiến lên để thề hứa trước mặt linh mục đại diện hội thánh và trước toàn thể cộng đoàn rằng đôi bạn đã thề hứa là yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đồng thời họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, thử hỏi có mấy ai giữ được trọn vẹn lời thề hứa ấy? Có người đã khéo ví von về đời sống hôn nhân như thế này. Lúc đầu hôn nhân nó giống như là mùa xuân, tức là mọi sự xem ra rất là đẹp đẽ, rất dễ thương, dễ mến. Tình yêu lúc đó mạnh như vũ bão. Có thể vì tình yêu mà họ vượt qua được tất cả những thử thách để đến được với nhau, để gìn giữ cái sự cuộc sống hài hòa, an bình và hạnh phúc. Thế nhưng rồi dần dà, cuộc sống hôn nhân lúc đầu không mãi là mùa xuân tươi vui nữa, mà bắt đầu chuyển sang mùa thu, tức là đôi khi có gió lạnh và mây mù kéo về bao phủ bầu trời hạnh phúc. Thỉnh thoảng thì lại có những cơn mưa rả rích qua đêm, và có thể chuyển sang hè đông xen kẽ, tức là có lúc thì nóng lực khó chịu, có lúc thì lạnh lẽo buồn tênh. Nhìn chung thì cuộc đời hôn nhân mỗi ngày được hòa hợp với xuân hạ thu đông đủ bốn mùa, hoặc là chỉ trong một ngày thôi thì thời tiết cũng đã thay đổi dường như không thể tưởng được, sáng lạnh, trưa nóng, rồi chiều mưa, tối có tuyết, vân vân. Bởi vì đôi bạn đã phải đương đầu với những thực tế không như mình tưởng, không đẹp như mình nghĩ và cũng chẳng thơ mộng như mình mong ước. Những khác biệt của cá tính mỗi người mỗi ngày được biểu lộ, rồi chuyện làm ăn, nhà cửa, con cái, chi tiêu, bệnh tật và những nguyên nhân gây nên xáo trộn, lục đục và chán nản. Lúc đó họ cũng quên đi câu thề hứa yêu thương nhau và giữ lòng chung thủy với nhau lúc thịnh vượng cũng như là lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như là lúc đau yếu. Tựu chung cũng chỉ là vì thiếu đi sự hy sinh cho nhau, thiếu cái chịu đựng và thông cảm cho nhau. Nếu không có hy sinh và yêu thương nhau thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc an vui trong cuộc sống gia đình
Vì thế, chỉ có tình yêu và sự hy sinh cho nhau mới làm cho gia đình được hạnh phúc, bền lâu được. Anh An Tôn Toản và chị Maria Sang rất thân mến. Chắc hẳn lý do mà anh chị hôm nay tay đan tay vui mừng tiến vào nhà Chúa, để rồi trước mặt Thiên Chúa này, trước mặt thừa tác viên hội thánh và cộng đoàn, can đảm nói lên lời thề hứa trọn đời yêu thương và trung thành với nhau, cho dẫu tương lai cuộc đời có nhiều tai ương sóng gió, có nhiều thăng trầm biến đổi, có ốm đau hay bệnh tật, có khỏe mạnh, có thành công hay thất bại, có giàu sang hay là nghèo hèn, thì không gì khác hơn là tình yêu mà anh chị dành cho nhau, có đúng như vậy. Và mọi người đến đây thì cũng chỉ là cầu chúc cho anh chị được hạnh phúc bên nhau trong đời sống gia đình. Tuy nhiên thì ngày thành hôn mới chỉ là chấm dứt giai đoạn tìm hiểu với những tháng ngày mộng đẹp vàng son. Từ đây anh chị mới chính thức bước vào cuộc sống gia đình. Từ đây trong suốt cuộc sống bên nhau, anh chị sẽ khám phá ra những khác biệt mà trước kia khi mới yêu nhau, anh chị không bao giờ ngờ tới. Mà như anh chị đã biết, để có được hạnh phúc trong đời sống hôn nhân thì không phải dựa vào sự giàu sang, sự tài giỏi, sự xinh đẹp, nhưng ở sự hy sinh, lòng trung thủy và yêu thương nhau. Bởi thế mà Thánh Phêrô Tông Đồ đã khuyên dạy các đôi vợ chồng rằng: hỡi những người làm vợ, thì chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào Thiên Chúa thì nhờ cách ăn nết ở của người vợ, chứ không cần lời nói mà họ chinh phục. Và Ngài cũng nói tiếp: chị em cũng đừng lo trang sức bên ngoài như bệ tóc, đeo vòng vàng, chắc chắn là ngoại trừ ngày hôm nay, hoặc là trưng diện y phục quý giá. Thế nhưng là hãy là con người nội tâm, với đồ trang sức không hư nát, với một tâm hồn hiền lành và thánh thiện. Cũng thế là những người chồng khi chung sống với vợ thì anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu. Thế nên hãy tôn trọng vợ mình, hãy yêu thương vợ mình như chính bản thân mình, và hãy luôn coi vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống. Và kính thưa quý cộng đoàn, lời khuyên quá tuyệt vời của vị Thánh Tông Đồ năm xưa thật sâu sắc và chí lý cho các đôi vợ chồng ở mọi thời đại. Và đó cũng chính là lời khuyên gửi tới anh chị trong ngày thành hôn hôm nay. Nếu anh chị thực thi lời khuyên của vị Thánh Tông Đồ một cách triệt để, thì lời thề hứa hôm nay anh chị trao cho nhau sẽ được hạnh phúc bền lâu, và anh chị cũng sẽ gìn giữ được lời chúc phúc của Thiên Chúa đến muôn đời. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Amen. Anh An Tôn Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang rất thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con, và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh An Tôn Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện,
các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Bùi Văn Tuẩn, nhận em Maria Nguyễn Thị Sang làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Sang nhận anh Anton Bùi Văn Toản làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Sang xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Anh Anton Bùi Văn Toản, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang giờ đây đã chính thức trở thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Cộng đoàn chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho anh chị. Tay xuống. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui với anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang trong ngày thành hôn, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn Hội Thánh, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống với con người. Chúng ta cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái, huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày thành hôn của hai anh chị Anton Toản và Maria Sang, chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị luôn thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Gia đình, Hội Thánh tại gia, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn biết yêu thương nhau, đồng thời chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha chí thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện xin mà tuôn đổ muôn ơn lành trên các gia đình, cùng toàn thể các gia đình, hầu đời sống các gia đình trở nên khí cụ làm sáng danh Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
và ngày đêm. Xin thương con nhận. Thiên Chúa này bánh rượu tốn lòng, xin tiếng dâng lên cha đoàn con cùng hiệp dâng. Anh chị em đi cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng cách hòa thuận, êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô
Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sườn nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha và Son, nước Cha chỉ đến, ý cho thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chuộc con rồi, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho những cặp vợ chồng này vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha Chí Thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ, để người nam và người nữ khi được liên kết nên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn, biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc khải chương trình tình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là anh Anton Bùi Văn Toản và chị Maria Nguyễn Thị Sang, và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ Chúa đây là chị Maria Nguyễn Thị Sang, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Anton Bùi Văn Toản,
để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy, người cha cẩn mẫn. Lạy cha chí thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt cha, đang ao ước tiến đến bản tiệc của cha, ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hai con cúi mình để lãnh nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên chứng nhân tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Hai con đứng cùng với cả cha John Bautista, nguyên chính sứ của giáo xứ chúng ta, hai cha gửi lời chúc mừng tới hai con cùng hai gia đình. Xin kính chúc cho hai con và hai gia đình luôn luôn được tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa, cách riêng là đối với hai con hòa thuận thương yêu nhau và nên gương sáng cho mọi người trong chính cái đời sống bí tích hôn nhân của người Công giáo. Chúng ta cùng nổ một tràng hóa tay thật lớn để chúc mừng cho hai con và gia đình. Và hôm nay hai giáo xứ Bái Đô và Bái Vàng tiếp tục lại xích gần nhau hơn vì cái mối dây hôn phối của hai cháu đây. Hai gia đình nay cũng như là một, hai con là một thân xác thì hai gia đình nay cũng như là một. Mọi chuyện chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau thăng tiến, không chỉ về đời sống kinh tế nhưng còn về đời sống đức tin, và nhất là giúp đỡ các con trong cái bước đường trời sống hôn nhân mới bước vào cuộc sống này, lại cần sự hướng dẫn nâng đỡ của cha mẹ hai bên rất là nhiều, và nhất là nhờ những lời cầu nguyện là những người có đức tin để gìn giữ hạnh phúc gia đình trước biết bao nhiêu những sóng gió của cuộc sống ngày hôm nay. Thì ngoài sự cố gắng của gia đình còn cần sự ơn Chúa, và ơn Chúa chỉ có thể đến được khi chúng ta chu toàn lề luật của Chúa, giữ lễ các ngày Chúa Nhật, và gia đình buổi tối hãy năng xiên chạy đến với Đức Mẹ Maria ngang qua chẳng chuỗi mân côi, vợ chồng cùng lần hạt mân côi dành ra ít phút, thì chắc chắn nhờ sự bảo trợ của các thánh chuyển cầu lên Chúa, mọi ơn lành, sự bình an sẽ xuống trên gia đình của các con. Một lần nữa cộng đoàn cùng chúc mừng cho hai con và hai gia đình, một tràng pháo tay thật lớn nữa. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Phúc đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.